Hôm nay mình sẽ cắt dán cái chảo. Để em lên sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị giấy thủ công, mũ dạ, kéo cắt và màu dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Mình sẽ in sản phẩm chảo của mình đây. Sắp 5 giờ rồi. Mình sẽ làm nốt phần tay cầm chéo. Bây giờ mình sẽ dùng bút dạ để tô đậm nét. Mình sẽ thêm một chút chi tiết cho cái chảo của mình. Mình sẽ làm phần tay cầm của chảo. Sẽ thêm một chút chi tiết. Mình sẽ làm luôn okay. Bây giờ mình sẽ cắt sản phẩm này ra, cái chi tiết này. Nóng mà không tất quả là ổn ấy. Bây giờ mình bắt đầu cắt giá lên cả cái cần cầu này. Bước đầu tiên sẽ dùng chú ra tô đi phần việc cái cần cầu. Mình sẽ cắt nốt phần này. Sẽ làm nốt mắt kia. Bây giờ mình sẽ làm nó vậy. Sẽ thêm chi tiết móc cầm.
mình sẽ chuẩn và thêm chút chi tiết. Mình sẽ thêm chút chi tiết vào khi tay cầm một chiếc áo. Bây giờ mình sẽ đặt tên. Như vậy là sản phẩm cái chảo của mình đã xong. Nếu các bạn thấy hay và đẹp, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán cái bè đem được sản phẩm này. Chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công cũng dạng của cắt vào dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kinh nghiệm. Mình sẽ dùng màu đỏ để làm cho mặt trời của mình sẽ dùng bút sẹ để tô đậm nhé. Sẽ là phần kính buồn. Giờ mình sẽ dùng bước giải đi nốt cái phần chi tiết này. Bây giờ mình sẽ dùng kéo để cắt. Mình sẽ làm nó phần là phần buồng. Giờ mình sẽ gắn phần chi tiết này. Bây giờ mình sẽ cắt phần chi tiết này nè. Thank you.
bây giờ mình sẽ vớt ra. Mình sẽ làm cho những bùa mình đẹp à, như thuyền có màu xanh có thể như thuyền của mình có thể trông rực rỡ hơn và đẹp hơn. Mình sẽ muốn dạng để đi lại nhanh nhất. Và như vậy là ô tô của mình đã hoàn thành, thì sẽ đặt tên cho sản phẩm này là ô tô thời đại. Là mình sẽ đi, tôi đã chi tiết ở bên trong của mọi người. Bây giờ mình sẽ xem mẹ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.